Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay và sự trở lại của luật sư Vi Phạm, luật sư chuyên về di trú tại San Diego của chúng ta trong suốt thời gian qua. Trước hết chào luật sư Vi. Chào khán giả VNTV và chào chị Vân Anh. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì trong không khí tưng bừng chào đón mùa lễ cuối năm, luật sư Vi sẽ cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho văn phòng luật sư Vi trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là một lần nữa nhắc lại những cái dịch vụ mà văn phòng luật sư Vi phục vụ quý vị. Thì thưa quý vị, là văn phòng luật sư Vi chuyên giúp đỡ chúng ta tất cả những cái dịch vụ về di trú, bảo lãnh vợ chồng, fiancé phải không luật sư, du học sinh và đặc biệt là những người đi qua Hoa Kỳ qua diện EB-5. Dạ chị. Chị có, luật sư có thể nhắc lại một lần nữa chi tiết những cái dịch vụ mà ở văn phòng luật sư. Dạ. Nhưng mà trước là Vi muốn cảm ơn khán giả đã giúp Vi, đã văn phòng Vi đã mấy năm này, cho nên chúc quý vị một Giáng sinh vui vẻ. Và cái văn phòng của Vi đó chị là làm giống như đầu tư EB-5 với là bảo lãnh gia đình qua ví dụ hôn thê, hôn phu, ba mẹ, chị em, con cái, với là đi du học, với là đi lao động ở đây ở nước Mỹ đó chị. Vâng thưa quý vị, và vì sự ủng hộ của quý vị rất là nồng nhiệt đến với văn phòng của luật sư trong thời gian qua, và vì sự làm việc rất là tận tâm, rất là kinh nghiệm và rất là tận tụy của luật sư Vi, cho nên trong thời gian vừa qua và thời gian sắp tới, văn phòng luật sư Vi đã có một sự phát triển, phải không luật sư? Thưa quý vị, luật sư đã có văn phòng tại Việt Nam để phục vụ cho quý vị tại Việt Nam về những diện đi sang Hoa Kỳ trong diện đầu tư. Dạ, EB-5, và văn phòng của luật sư Vi đã có tại Sài Gòn và sắp tới Vân Anh được biết là sẽ cũng có mở thêm một văn phòng nữa ở Đà Nẵng, phải không luật sư? Dạ đúng rồi, tại vì khán giả rất là thương mến Vi và rất là giúp đỡ Vi mấy năm này, cho nên nó rất expand, cho nên vì vậy mà Vi sẽ có một cái văn phòng ở Đà Nẵng sẽ năm tới chị. Vâng, thưa quý vị, chúc mừng cho văn phòng của luật sư Vi Phạm. Thưa quý vị, cô luật sư rất là trẻ tuổi của chúng ta, tốt nghiệp tại Hoa Kỳ. Quý vị thấy là cô sang Hoa Kỳ còn rất là nhỏ, cho nên tiếng Việt của cô gặp khó khăn. Tuy nhiên trong suốt thời gian vừa qua phục vụ rất là nhiều quý đồng hương của San Diego, thì ngày hôm nay luật sư Vi nói tiếng Việt rất là giỏi rồi. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị luật sư Vi, văn phòng chuyên về di trú, và quý vị khi có tất cả những cái dịch vụ gì về di trú thì quý vị đừng ngần ngại gọi cho luật sư Vi qua số điện thoại mà chúng tôi có trên màn ảnh. Yeah, first of all, I would like to thank the Vietnamese community for supporting me over the years. They have been very passionate and very supportive of my law firm. And for those reasons where my law firm was able to expand, first of all, to Saigon, and now we are expanding to Da Nang. And I hope that in the coming years that my office will able to serve our community, you know, for long time. So feel free to give us a call and we'll be more than ready to give you guys free consultation. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là lời chúc mừng Giáng sinh của luật sư Vi đến quý vị và lời cảm tạ của luật sư Vi đến với quý vị. Và thưa quý vị, một lần nữa, quý vị có tất cả những dịch vụ về di trú xin đừng ngần ngại gọi cho luật sư Vi. Thưa quý vị, và quý vị nên nhớ là cho dù quý vị ở Hoa Kỳ cũng như Việt Nam, khi quý vị gọi số điện thoại mà chúng tôi có trên màn ảnh thì là quý vị sẽ được trực tiếp làm việc với luật sư Vi. Vị luật sư đã được tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, cho nên bảo đảm rằng cái dịch vụ của quý vị sẽ được giúp đỡ một cách rất là tận tình và một cách rất là đúng cách. Cảm ơn quý vị và xin chúc cho luật sư Vi sẽ văn phòng thật là thành công trong những tháng ngày sắp tới. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn VNTV. Xin kính chào quý vị.